Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Đam Mê Cây Cảnh trên NCT. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2022, thì hôm nay con xin lên và giới thiệu với tất cả cô chú anh chị đó là một cái lô sâm trái. Thì sâm trái này con lên với giá là 40.000 một cây, thì con sẽ giới thiệu cụ thể cây cho cô chú anh chị coi ha. Và thì hiện tại thì mấy cây này nó rất là to nha cô chú anh chị. Đây. Cây hiện tại là nó rất khỏe và chi tàn, nói chung là cũng khá nhiều để về uống một cây bonsai. Không phải cây nào nó cũng nhiều chi nhiều tàn vậy đâu nha cô chú, tùy cây. Nhưng mà đối với một cái cây sam trái mà mình mới vừa vô dây uống á, là chỉ cần một cái thân chính là mình làm cái dáng trước đi rồi chia cành là từ từ nha cô chú anh chị. Còn như mấy cây này là nó quá dài rồi nè, vì mình muốn mấy cái dáng quái 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 hoặc là mình cho ôm đá ôm gì cũng được hết. Cái này là sâm trái nha cô chú anh chị, giá 40.000 một cây. Thì để hôm nào con sẽ vô nè, hôm nào con sẽ vô dây cây. Thì cũng như cô chú anh chị có thể thấy là trên màn hình nè, ra trái rất là nhiều ha. Đó, ra trái rất nhiều luôn. Đây, vào bầu đất nó đây, nó ăn hết trơn đất rồi nha cô chú. Này, để con quay cằm sao cho cô chú anh chị coi ha, cằm sao nó mới mới đẹp. Đây thì cái cây sam trái nè, giờ mới đậu trái nha cô chú anh chị, kinh khủng không. Đây, và để đây con lấy cây demo mini luôn. Đây, cô chú anh chị mình về có thể uống mấy cái dáng quái mini nhỏ nhỏ vậy nè, về mình uống mình chơi ha. Nó cũng ra trái nhóc trơn này nha cô chú. Đó, mấy cái cây này là mấy cây loại 40 á, 40 lúc còn nhỏ ha. Con uống nè. Đó, uống quái quái chơi. Này là nó ra trái này nha. Đó. Đây, mình uống mấy cái dáng nó gì này nè cô chú. Đó. À, con cũng xin nhắc lại nha, nếu như mà về mình có uống á, mấy cái chi nhánh này mình cắt á, mình đừng có bỏ nha cô chú, mình dăm nó vẫn sống nha. Sâm trái này là quờ mấy cái cây loại 40.000 quán gia vậy nè ha. Đó. Rồi, cô chú anh chị yêu thích sâm trái thì liên hệ cho con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Giá chỉ 40.000 một cây thôi. Hiện tại thì dòm nè, cây nó tùm hết rồi nha cô chú anh chị. Giá 40.000 một cây. Rồi, cô chú anh chị yêu thích sâm trái thì liên hệ con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Rồi, xin mến chào tất cả cô chú anh chị.